Ba Việc tuổi Tân Sửu, sinh năm 1961, càng già càng không thể chậm trễ. Hoan hỷ chào đón quý vị tuổi Tân Sửu, sinh năm 1961, đã quay trở lại với Phong Thủy Phát Tài trong chuyên mục Sống Thuận Tự Nhiên. Chúc quý vị kiếm tìm được nhiều lời khuyên bổ ích để sống lành, sống khỏe và tự do hạnh phúc. Quý vị thân mến, càng lớn tuổi, thời gian càng trở nên quý giá. Việc tận hưởng từng giây phút quý báu của cuộc đời trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Đừng quẩn quanh bên giận hờn lo sợ được mất hơn thua. Đừng quẩn quanh bên những chuyện tầm phào vô nghĩa. Dành thời gian đó cho gia đình, bạn đời và chính bản thân mình mới là ý nghĩa. Sau đây là ba việc mà tuổi Tân Sửu càng già càng không thể chậm trễ. Hãy theo dõi ngay và chiêm nghiệm quý vị nhé. Thứ nhất, chậm đến viện khi phát hiện ra bệnh. Sững sờ nhận kết quả khám, ông Nguyễn Văn Tê, 48 tuổi, ở Đông Anh thở dài. Bây giờ tôi không biết phải làm gì nữa, tôi thực sự hoang mang và lo lắng. Từ trước đến nay tôi vốn khỏe mạnh nên chẳng đi khám bao giờ. Hôm vừa rồi con trai thấy tôi đau bụng buồn nôn, da vàng quá nên mới chở tôi đến bệnh viện. Bác sĩ khám và nói tôi bị ung thư gan giai đoạn 3. Không chỉ ông Tê mà còn rất nhiều trường hợp đau lòng khác như bé gái 10 tuổi ở Phú Yên bị ung thư buồng trứng, bé gái 15 tuổi ở Tuyên Quang bị ung thư não, hay mới đây nhất là một nữ diễn viên tài năng của điện ảnh Việt không may mắc ung thư phổi giai đoạn cuối mặc dù tuổi đời còn rất trẻ. Câu hỏi nhiều người đặt ra là tại sao trẻ em cũng mắc ung thư, phụ nữ cũng bị ung thư, người ăn uống khoa học lành mạnh, không hút thuốc mà vẫn bị bệnh. Lý do là bởi ung thư không chừa một ai, không phải chỉ có tuổi tác, thuốc lá, ăn uống thiếu khoa học làm tăng nguy cơ ung thư mà còn nhiều yếu tố nguy hiểm khác như uống nhiều rượu, sống và sinh hoạt trong môi trường ô nhiễm, đột biến gen di truyền, tiếp xúc với các hóa chất độc hại tạo điều kiện cho ung thư phát triển. Đừng chết chỉ vì ngại đi khám. Có nhiều căn bệnh tuổi già đáng sợ là thế, nhưng đa số đều nghĩ rằng bệnh sẽ không tìm đến mình, hay phổ biến nhất là suy nghĩ như của ông Tê trong câu chuyện kể trên. Đang yên đang lành, tại sao lại phải đi khám? Trả lời cho câu hỏi này, bác sĩ Lucy cho biết, nhiều người cho rằng mình đang khỏe mạnh, vì thế nên không cần khám tầm soát. Đây là quan điểm sai lầm. Bề ngoài khỏe mạnh không đồng nghĩa với việc bên trong cơ thể bạn không mắc bệnh. Nhất là với ung thư, căn bệnh không có dấu hiệu ở giai đoạn sớm mà các biểu hiện chỉ rõ ràng ở giai đoạn tiến triển. Nếu như bạn đợi có triệu chứng mới đi khám thì việc điều trị rất khó khăn, tốn kém, không có hiệu quả cao. Ngược lại, nếu chủ động khám tầm soát ung thư định kỳ thì chỉ cần có bất thường nhỏ cũng sẽ được phát hiện và xử trí ngay, ngăn chặn tiến triển thành ung thư. Việc kiểm tra sức khỏe định kỳ hàng năm hay còn gọi là khám sức khỏe tổng quát hiện vẫn chưa được người dân quan tâm một cách đúng mức. Nhiều người không có thói quen khám sức khỏe thường xuyên, thường chỉ đến khi cơ thể có những dấu hiệu rõ rệt mới chịu đi khám. Người Việt có câu phòng bệnh còn hơn chữa bệnh, nhằm nhấn mạnh việc phát hiện, theo dõi dấu hiệu bệnh từ sớm và chăm sóc sức khỏe nhằm ngăn ngừa bệnh bao giờ cũng hiệu quả hơn là chờ đến lúc đổ bệnh rồi mới tìm giải pháp chữa trị. Tuy nhiên, thực tế cho thấy, đa phần người dân chỉ tìm đến các chuyên gia y tế khi các dấu hiệu bệnh đã rõ. Việc chủ động chăm sóc sức khỏe hàng ngày mới chỉ dừng lại ở việc nâng cao ý thức chứ chưa thực sự chuyển thành hành động thật sự. Việc khám sức khỏe định kỳ chưa được chú ý, thậm chí với những triệu chứng bệnh thông thường, người dân cũng ngại tìm đến các cơ sở y tế để thăm khám. Một phần vì có nhiều trở ngại, cách trở về địa lý, lo ngại mất thời gian vì phải đợi chờ tại các cơ sở y tế vốn thường quá tải, sợ phải tốn kém. Ngại gặp bác sĩ. Không ít người có thói quen sử dụng Internet để tìm kiếm thông tin hoặc sử dụng các mẹo dân gian vốn thiếu cơ sở khoa học từ người xung quanh, thậm chí mượn đơn thuốc của người có những triệu chứng tương tự để điều trị.
Như ông Nguyễn Sơn, 64 tuổi, ở quận Đống Đa, Hà Nội chia sẻ, vì sức khỏe từ trước đến nay rất tốt, không đau ốm gì, nên tôi chưa bao giờ đi khám bệnh định kỳ và cũng rất ngại vào bệnh viện. Khoảng một tháng nay, khi thấy nuốt vướng, đau bụng vùng thượng vị, tự mua thuốc để điều trị, nhưng các triệu chứng khó chịu kia không đỡ, tôi mới đi khám. Bác sĩ xác định là bị ung thư thực quản và cho biết do phát hiện bệnh muộn nên việc điều trị theo phương pháp kết hợp hóa trị và xạ trị đều khó khăn hơn. Nhiều người, đặc biệt là người cao tuổi, thường có tâm lý ngại đi khám tổng quát vì sợ bệnh viện, lo ngại phải xếp hàng mất nhiều thời giờ, gây mệt mỏi. Chỉ đến khi cơ thể báo động với những dấu hiệu đau đớn rõ rệt thì mới đi khám tổng quát. Đến khi đó mới phát hiện rằng mình bị nhiều bệnh cùng lúc. Với căn bệnh ung thư, việc phát hiện bệnh quá muộn là rất nguy hiểm, khiến việc điều trị càng khó khăn và tốn kém. Theo thống kê của Bộ Y tế hiện nay, khoảng trên 70% số người bệnh ung thư ở nước ta đi khám, phát hiện điều trị muộn. Đây là lý do chính khiến tỷ lệ chữa khỏi ung thư tại nước ta thấp hơn so với các nước phát triển. Khám sức khỏe định kỳ quan trọng ra sao? Ngoài phát hiện sớm các bệnh lý nguy hiểm như ung thư, việc khám sức khỏe định kỳ cũng giúp theo dõi các bệnh lý không lây nhiễm. Khi khám sức khỏe định kỳ, cần phải tiến hành các xét nghiệm máu, nước tiểu cơ bản để đánh giá chức năng của các cơ quan trong cơ thể như gan, thận, tiết niệu, phát hiện các bệnh lý về máu như mỡ máu, tiểu đường, rối loạn chuyển hóa. Một số chẩn đoán hình ảnh cơ bản như chụp X-quang cũng nên thực hiện khi khám sức khỏe định kỳ. Nhưng đối tượng đặc thù cần được kiểm tra kỹ hơn như phụ nữ thì cần khám phụ khoa, tử cung, tiết niệu. Còn nam giới kiểm tra vấn đề cơ quan sinh sản. Người nghiện rượu cần khám gan, chức năng gan thận. Việc khám chuyên sâu ở những chuyên khoa cụ thể giúp khoanh vùng các bệnh lý phổ biến nhất hoặc có nguy cơ mắc phải cao nhất do lối sống, môi trường sống hiện tại của chúng ta. Giáo sư tiến sĩ Nguyễn Lân Việt, Chủ tịch Hội Tim Mạch Học Việt Nam, nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội, nguyên Viện trưởng Viện Tim Mạch Việt Nam cho biết, trong 30 năm qua, mô hình bệnh tật nói chung của người Việt đã thay đổi. Các bệnh không lây nhiễm đang có khuynh hướng tăng lên như tim mạch, đái tháo đường, ung thư và rối loạn tâm thần. Vậy nên, những người tuổi Tân Sửu càng phải chú ý quan tâm đến sức khỏe của mình nhiều hơn quý vị nhé. Thứ hai, chậm kết thúc mối quan hệ không hạnh phúc. Không phải lúc nào con người cũng khó đoán hay khiến ta bất ngờ vì những chiêu trò đáng sợ. Có những kiểu người chỉ từ cách họ nói chuyện cư xử, nếu chịu để ý, ta sẽ thấy ngay đây là kiểu người không nên kết giao, kẻo rước họa vào thân. Thứ nhất, kiểu người hay nói đạo lý. Những người hay nói đạo lý sẽ sinh ra bệnh nghĩ mình luôn đúng, coi bản thân mình là số một, không ngừng giảng đạo lý, là một loại bóp chết cảm nhận của người khác, thỏa mãn hành vi của mình. Dù họ có ác ý hay không, họ cũng sẽ biến một buổi nói chuyện vui vẻ thành một buổi diễn thuyết đạo lý. Đặc điểm rõ nhất của kiểu người này chính là chưa nói hết một câu của mình đã chen vào lời của người khác, khiến đối phương chỉ biết nuốt trở lại những lời muốn tâm sự vào trong bụng. Điều đáng sợ chính là chỗ kiểu người ái kỷ này lúc nào cũng sẽ đưa ra lý do vì muốn tốt cho người khác mà lại đem chúng ta nhốt vào một cái hầm đầy đạo lý, giống như một kiểu thao túng tinh thần vậy. Thứ đạo lý đúng đắn nhất là không vùi dập tâm trạng và cảm nhận của người khác. Nói đạo lý quá nhiều sẽ khiến nhu cầu được tâm sự của bản thân và người đối diện sẽ từ từ mất đi. Hành vi thích giảng đạo lý này sẽ chỉ làm các mối quan hệ rơi vào bế tắc mà thôi. Thứ hai, kiểu người tôi là vậy đấy. Người nói chuyện làm tổn thương người khác rồi lấy cái cớ tính cách tôi là vậy đấy, tôi có chút thẳng thắn để bao biện, tốt nhất là nên tránh xa. Loại người này trông có vẻ tính cách thẳng thắn, trên thực tế lại là người vô cùng ích kỷ, không quan tâm đến cảm nhận của người khác. Rõ ràng là có thể nói lời dễ nghe hơn, nhưng lại càng muốn tuôn ra lời lẽ thâm độc.
Họ thích bắt đầu câu chuyện kiểu ngại quá, tôi nói thẳng cậu đừng để bụng nhé. Trong đầu bọn họ thì đang nghĩ thầm, tôi có thể chửi cậu, nhưng cậu chửi lại tôi là không phải phép đâu. Bọn họ cho rằng bản thân là thẳng thắn, thật ra là loại tính cách luôn cho mình là đúng, chưa bao giờ nghĩ đến việc người nghe có tiếp nhận hay không. Loại người này đa số đều bị khiếm khuyết sự chừng mực trong giao tiếp người với người, chưa được sự cho phép đã vượt biên giới, xâm phạm sự riêng tư cũng như sự nhạy cảm của người khác. Trong những mối quan hệ, chúng ta không nhất thiết phải làm người mà ai cũng yêu mến, nhưng ít nhất phải làm người không để bị ai ghét. Học được cách kiềm chế bản thân, đặt người khác ở trong lòng, chính là chúng ta đã xây dựng được nền tảng cơ bản cho những mối quan hệ tốt đẹp. Thứ ba, người hay phủ định người khác. Người luôn trách cứ người khác, luôn cho mình là đúng, chắc chắn không phải là người tốt, cần phải tránh xa. Loại người này trong mọi lời nói đều chèn ép bạn, trong mắt không chứa nổi một hạt cát, cũng không thừa nhận người nào khác giỏi hơn mình, không ngừng phủ nhận người khác nhằm bảo vệ ý kiến của mình cũng như đàn áp người khác. Họ mà làm cấp cao thì cấp dưới phải chịu khổ lắm. Tiếp xúc với bọn họ, chúng ta sẽ chỉ cảm thấy cuộc đời mình toàn là những sai lầm, chẳng có ai là luôn luôn đúng cả. Nhưng những người muốn rêu rao khoe khoang chọc người khác ghét thì có đầy. Nếu bạn không muốn trở thành người như vậy hoặc không muốn gặp phải người như vậy, đầu tiên hãy tự tu dưỡng phẩm chất của mình, học cách tán thành với người khác, sau đó trau dồi kiến thức, phát triển nhận thức, phẩm chất của bạn sẽ theo đó mà tốt đẹp hơn. Thứ tư, người luôn phàn nàn, suốt ngày lải nhải. Loại người này đa phần chỉ có một kiểu tư duy, đó là chỉ quan tâm đến chuyện trước mắt, dễ mất bình tĩnh vì những điều không có giá trị. Làm gì cũng không xong, chỉ biết vạch lá, tìm sâu, phê bình người khác là giỏi. Câu này chính là nói họ đấy. Lúc chờ xe công cộng, xe chậm trễ chưa đến, họ sẽ bắt đầu phàn nàn hệ thống giao thông tắc trách, than phiền thời tiết xấu, sao hôm nay lại xui xẻo đến thế. Lúc xe đến rồi thì lại than máy lạnh xe không chạy hay gì mà nóng thế, tài xế không chuẩn bị tốt, lái xe nát thế mà thu nhập cao hơn mình. Kết giao với loại người này đồng nghĩa với việc đặt bản thân vào trước mắt họ. Họ sẽ lải nhải than phiền đủ thứ với bạn suốt. Điều đáng nói là những người suốt ngày phàn nàn sẽ chỉ đứng một chỗ để nhìn nhận về sự việc khiến họ phàn nàn đó, chứ không muốn bước ra khỏi vùng an toàn của mình, bởi vì sức lực đều dùng trên miệng hết rồi, không còn năng lực để làm gì khác nữa. Năm kiểu người khó tính với người thân, hời hợt với người lạ. Người ở ngoài xã hội thì hòa hợp, không làm mất lòng ai, về nhà thì cáu kỉnh với người nhà. Trên thực tế, chính là kiểu người ra ngoài suốt ngày nịnh nọt, về nhà lại mất kiên nhẫn với những người tử tế với mình. Ra đường thì biết cách đối nhân xử thế lắm, nhưng vừa nói chuyện với người thân là lộ tẩy ngay. Tôi đã nghe ở ngoài đường rất nhiều cuộc đối thoại kiểu như vậy. Vâng sếp ạ, lần này hợp tác quả thật rất thuận lợi. Giây sau lại nghe họ lật mặt ngay. Làm cái gì đấy? Lại chuyện gì nữa đây? Ở đấy, 80% là nói chuyện với bố mẹ hoặc cấp dưới rồi. Chúng ta ở ngoài xã hội làm việc vất vả, chịu đủ mọi tủi thân, về đến nhà là muốn được an ủi, dỗ dành. Điều này vốn không có gì đáng trách. Thế nhưng cần tìm an ủi không có nghĩa là làm cho người nhà tổn thương. Không được nghĩ vì người nhà sẽ luôn bao dung mình mà làm tới. Những người này luôn biết rác thì phải vứt rác vào thùng, nhưng lại luôn vứt tâm trạng tiêu cực vào nhà. Tốt nhất không nên kết giao với kiểu người khiến ta mang bực vào người như thế vậy. Thứ sáu, kiểu người tính toán quá nhiều. Không chỉ chuyện tiền nong, có những người không chấp nhận ai làm lãng phí thời gian của họ, nhưng lại không ghi nhận công lao của người khác. Có người tiếc thời gian như sinh mạng của mình, chỉ tiếc họ quý trọng thời gian của mình nhưng lại làm như không thấy thời gian của người khác. Bọn họ đa phần thiếu sự đồng cảm và thấu hiểu, không biết bao dung, nội tâm chỉ chứa chính mình, không dễ dàng tha thứ cho sai lầm của người khác.
họ là những người theo chủ nghĩa vị kỷ. Loại người này không đáng tin cậy, lúc nhờ vả người khác thì nài nỉ, người khác nhờ lại nhất định sẽ từ chối. Đương nhiên, họ chỉ dám ăn hiếp kẻ yếu mà thôi, không dám đụng vào kẻ mạnh. Vì vậy, để thoát khỏi những người như thế thì cần phải nâng cao sức mạnh của bản thân, nâng cao lòng tự trọng và dứt khoát buông bỏ để tránh hậu quả sau này. Thứ ba, chậm chấn chỉnh tâm lý. Có một vị tỷ phú giàu có và tài giỏi, của cải đếm không kể xiết, mấy đời ăn cũng trả hết, danh tiếng vang xa, ai nghe nói cũng ngưỡng mộ. Nhưng vị tỷ phú vẫn không cảm thấy hạnh phúc. Ngày ngày ông đều miệt mài làm việc và trở về nhà với giấc ngủ may ra chỉ được 3 tiếng mỗi đêm. Rồi ngày nọ, ông thấy cơ thể như không phải là của mình, người mệt mỏi, đuối sức. Ông mời bác sĩ giỏi nhất đất nước tới khám cho mình và sốc nặng khi nghe tin mình mắc bệnh nan y, may ra chỉ kéo dài được sự sống thêm nửa năm nữa. Mọi loại thuốc hiện đại nhất, thiết bị tối tân nhất cũng không thể làm gì để giúp ông thoát số mệnh đã định. Nhiều người khuyên ông cứ kiên trì điều trị. Duy chỉ có một nhân viên đề nghị được đưa tỷ phú tới thăm vị thiền sư mà người này rất kính trọng. Thứ nhất, ngài hãy bỏ hết công việc ra khỏi tâm trí và đến một nơi nào đó thật bình lặng để nghỉ ngơi, hòa mình vào thiên nhiên và ngồi thiền tịnh tâm. Thứ hai, ngài bỏ chút của cải để làm việc gì đó có ích cho chúng sinh như phóng sinh động vật bị nhốt làm thịt, giúp người gặp nạn. Thứ ba, hãy cố gắng để tâm thanh tịnh, không nghĩ đến bất kỳ điều gì. Mọi lo toan, bận rộn, mọi đấu tranh trong cuộc sống và việc kinh doanh, ngài hãy quên hết đi. Trong tâm phải thật thoải mái và thanh bình, đừng nghĩ gì nữa cả, coi nhẹ mọi thứ. Tỷ phú thấy vậy, bèn giao lại toàn bộ việc kinh doanh cho nhân viên, dẫn mình lên núi, viết thư chỉ đạo trích số tiền lớn góp vào việc giải cứu động vật bị giam cầm, cấp tiền cho những người nghèo đói vì mất mùa, người ăn xin, người nghèo không có tiền trị bệnh và cho con tới trường. Khi nhân viên cúi đầu nhận chỉ thị và xuống núi, vị tỷ phú thấy tâm mình thật nhẹ nhõm. Ông xin thiền sư được ở trên núi để nghỉ ngơi và thiền định. Càng ngày ông càng rũ bỏ được mọi phiền toái và lo âu trong tâm can. Không còn sợ cái chết đang cận kề vì trọng bệnh, không còn thấy mệt vì thiếu ngủ mỗi đêm. Ba lời khuyên nói trên thực chất là để giúp con người xóa bỏ mọi phiền não trong cuộc sống luôn dày vò họ dưới áp lực không ngừng của công việc. Nghỉ ngơi là để con người quên đi những căng thẳng lo toan đời thường, có khoảng lặng để bù đắp lại những thiệt thòi mà họ đánh mất để đánh đổi lấy tiền tài danh vọng. Bố thí là việc tốt giúp con người tích đức, họ cho đi vật chất, của cải nhìn bề ngoài có vẻ là thiệt hại tài sản, nhưng cái họ được lại là đức thông qua làm việc thiện cứu người cứu vật mà đắc phúc báo về sau. Cuộc sống này suy cho cùng, chỉ cần còn thời gian và con người sống có đức thì cuộc sống sẽ hạnh phúc và viên mãn, lòng được thành thơi. Video đến đây xin phép được khép lại, hy vọng quý vị có thêm được nhiều kiến thức bổ ích và thú vị. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau nhé!